Xin chào tất cả các bạn đến với video của tôi. Thì hôm nay là cái video rất là quan trọng. Thì hôm nay cũng bạn thấy là bây giờ hôm nay cũng là 30 rồi, thì bây giờ cũng sắp năm mới âm lịch các bạn nhá. Đấy thì các bạn thấy không? Đối với mình theo như mình nói ở cái video mình tổ chức năm mới dương lịch ý, thì đối với năm mới dương lịch thì nó sẽ nhà mình sẽ không có trang trí gì hết trong năm mới, đối với năm mới dương lịch thôi. Năm mới âm lịch mới là có trang trí hết đây này các bạn. Ý là mình cho bạn xem có trang trí nhé. Đấy thì mình đi theo như mình đã nói là năm mới âm dương lịch thì nó sẽ không có trang trí hết. Vì thế là khi mà nó không không bởi vì là cái hôm đấy là chả ai thức, không ai thức ý. Lúc đấy là pháo hoa thì có thể có nhưng mà rất ít, không được nhiều so với năm, đối với năm mới âm lịch. Năm mới dương lịch thì các bạn thấy đấy, năm mới dương lịch thì nó, thì mình chỉ có là khi mà mình quay năm mới thì mình chỉ có quay màn hình để mà tổ chức năm mới mà thôi, chứ không có quay bên ngoài, bởi vì là căn bản là không có ai trong năm mới dương lịch, là không ai thức ngoài mình, với lại cả làm đấy mình nói đây không có trang trí, không có, không ai thức này, không có trang trí này đấy, với lại cả không có trang trí hết. Đối cho đến khi mà đến Tết âm lịch ấy, Tết Nguyên Đán mới là có trang trí vậy nhá. Ok đấy, mình sẽ giải thích như vậy. Đối với thì Tết âm lịch nó mới có trang trí với cả ấy cơ. Đấy còn Tết dương lịch thì coi như là không có cái gì hết. Chỉ có là mình tổ chức năm chào đón năm mới thôi, bằng cách mình quay màn hình, quay đúng cái màn hình để mà xem quay khoảnh khắc thế thôi. Ok thì bây giờ mình nói hơi dài dòng thì bây giờ ta sẽ tiến hành cho các bạn xem mình trang trí nhà mình trang trí những cái gì các bạn nhé. Ok ta sẽ xuống dưới, các bạn sẽ chờ mình một 2 phút các bạn nhé. Thì bạn thấy đấy, hôm nay thì mình cũng phải nói cho các bạn là cái Tết này là chỉ có cái thời gian nghỉ không nhiều hơn so với cái thời gian trước, vì trong trước là mình ở liên cấp cơ, nhưng bây giờ ở trung học phổ thông thì cái số ngày nghỉ Tết nó bị được giảm đi, vì lý do là để tránh cho học sinh nó nghỉ nhiều xong là mình ấy. Bây giờ là chỉ còn đúng 5 ngày nữa, thì bây giờ mình, trong những ngày vừa rồi mình cũng xả láng rất là nhiều thứ đấy vậy không, mình trong cái mấy ngày trước năm mới mình lại sang nhà bạn mình rồi là, đấy mình rồi là, đấy thì đấy thì các bạn thấy là ok thì bây giờ mình sẽ tắt đi, mình chuẩn bị cho các bạn xem là chúng ta trang trí cái gì nhé. Ok mình cho các bạn xem đây. Hiện tại ta còn bây giờ là cái bạn thời gian chỉ còn đúng là 5-8 phút thôi, thời gian thằng không còn rất là nhiều rồi, thì bây giờ là đấy mình đang chuẩn bị tinh thần đấy, chỉ còn đúng giây phút cuối cùng để mà chuẩn bị chào đón năm mới âm lịch. Mọi lý để là năm mới âm lịch nhé, chứ không phải năm mới dương lịch đâu. Dương lịch thì là quay video màn hình để mà tổ chức. Đấy bây giờ là năm mới âm lịch đây, còn đúng 5-8 phút nữa. Đấy mọi người chuẩn bị nhé các bạn nhé. Thì bây giờ ta sẽ cho bạn xem bây giờ ta đang trang trí cái gì, và khoảnh khắc quan trọng nhất là ta sẽ xem pháo hoa các bạn nhé. Pháo hoa là một trong những thành phần quan trọng. Thì cái video sẽ rất là dài các bạn nhé. Điều thứ nhất là sẽ phải quay giới thiệu chào mừng để mà giải thích một số chi tiết về năm mới âm lịch, năm mới dương lịch sẽ khác hơn như thế nào. Sau đó là ta sẽ tiến hành quay đồng giờ giấc để mình biết là mình có 5 phút nữa. Tiếp theo là mình sẽ quay trang trí nhà mình, quay trang trí xong là mình sẽ khi mà thời gian mà gần sát đến với năm mới mình sẽ tiến hành mình quay đi ra ngoài. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành mình xuống dưới, mình sẽ quay cho bạn xem nhà mình trang trí cái gì bạn. Ok thì đầu tiên là cái bông ở trên bàn thì có một cái bông hoa ở đây bạn nhé, đấy nhìn rất là đẹp luôn. Ở tiếp theo tí nữa có cái bông hoa này với gà rán này, hai đồ vật này với cả cái này ba nhá, tí nữa sẽ mang hết lên trên tầng 5. Ok thì ở dưới tầng 2 thì ta có một cái cây này đấy, đấy đấy vậy hay không đấy, chuẩn bị cho năm mới đã có một cây đào này rất là rất chi là dài luôn ấy. Anh em đi qua đây cũng phải đi qua đây phải hết sức cẩn thận, tránh cho mà mình lại vôi cái này mà may mà mình đeo kính tí thì cái này mà chọc vào là toi hết luôn. Ok thì ở đây là có cây ở dưới này đấy,
Đây. Mọi người có thể chú ý như vậy. Ở đây là trên tầng 5 thì bây giờ cũng chưa có gì cả. Mới có để cái bàn để mà có thể để các đồ vật thôi. Thì bây giờ cũng mình cũng chỉ giới thiệu như vậy thôi, nhà mình cứ chỉ trang bị như vậy thôi. Anh chỉ như vậy thôi, còn chưa thấy ở đây là chưa được trang bị nhiều các bạn. Đấy, mọi người ra trang trên đây là chưa có để cái gì hết. Ý nên nếu mà xem pháo hoa phải lên trên này cơ. Ok thì bây giờ cũng hết rồi chắc. Ok à, mình quay bên này nữa. Đây là cửa này thì đấy bị khóa nhưng mà cũng có vặn chốt mà không tắt đèn ý. Nó tốn điện vì thế. Ok, ở đây là khoảng đây là khu thắp hương này. Đấy các bạn nhìn thấy là có trang trí thêm hai cái cây với cả đó. Đây trắng trương nữa các kiểu. Là này. Ở đây có đây là kiểu hóa vàng này. Ok. Đấy. Ok mọi người thấy không? Đây mở cả cửa sổ kia vì là nó bốc muối thì mình mới để cho nó bay ra. Ok. Ok các bạn nhé, thì bây xong rồi các bạn nhé, mình đã cho các bạn xem những cái gì mình đã trang trí ở nhà mình. Và bây giờ các bạn thấy bây giờ các bạn sẽ nhìn đồng hồ cho mình. À ok, hiện tại là mình trang trí có mấy phút thôi. Thì bây giờ cũng là 2:30 phút thì bây giờ mình có là phải đợi chờ một chút. Thì bây giờ mình sẽ không quay liên tục như thế này cho đến 2-3 giờ đấy các bạn. Bây giờ mình cũng trang trí xong rồi, bây giờ chỉ có là mình sẽ ngồi chờ thôi, mình sẽ ngồi chờ nghỉ ngơi một chút. Khi nào thời gian mà sắp đến năm mới tầm 5 đến 10 phút nữa thì mình sẽ quay video cho các bạn để mà chuẩn bị. Bởi vì tí nữa mình cũng phải vận chuyển hết một số đồ đạc mà đang để cái mà mình chỉ để trên bàn ấy, như là bông hoa này, gà rán, thịt cá với cả là cái muối ấy. Cái mà mình đang cái mình chỉ ở cái chỗ mà mình vừa đã chỉ cho các bạn cái gì để trên bàn một tí là mang hết lên trên tầng kia này để trên bàn kia để chuẩn bị chào đón năm mới. Thì bây giờ là đấy, bây giờ 8 phút rồi thì bây giờ ta sẽ ngồi chờ các bạn nhé. Tầm 5 đến 10 phút nữa, khi mà thời gian còn lại còn đúng 5 đến 10 phút nữa mình sẽ quay lại, quay video cho các bạn để mà chuẩn bị. Cậu ơi, bây giờ còn 6 phút nữa là ta đến năm mới rồi, bây giờ ta còn chuẩn bị thôi. Đó bạn ơi, còn 6 phút nữa. Đấy, bây giờ còn 6 phút nữa là năm mới rồi. Năm mới âm lịch nhá. Còn 5 phút nữa. Đây, 2:55 rồi. Ok, mình chuẩn bị thôi. Đây đâu các bạn, mình sẽ xuống dưới để mà chuẩn bị. Ok, mình lại phải tạm video này, còn vô mét với cả vô các kiểu đây. Đấy, bây giờ mình tắt máy nhá, bây giờ mình chuẩn bị xuống thôi. Ok, mình chuẩn bị xuống thôi các bạn nhá. Ok, mình xuống dưới để chuẩn bị các bạn nhá. 6 phút nữa thôi, ok, mình sẽ xuống dưới để mình chuẩn bị. Ok các bạn, mình sẽ xuống dưới rồi. Bây giờ là 4 phút nữa các bạn nhìn cái đồng hồ ở bên bên dưới nhỉ. Các bạn ơi, bây giờ là còn 4 phút nữa. Bây giờ không có ai ở đây hết để mình đấy, mình ngồi đây mình chuẩn bị này. Quay TV 360 chúng lì xì cổ. Và bây giờ thì mã QR đang hiện ra ở màn hình ngay sau lưng của chúng tôi đây. Tất cả khán giả tại không gian của Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội hoàn toàn có thể quét mã QR này cũng như quý vị khán giả truyền hình cả nước để chúng ta có được lì xì. Và chúng tôi cập nhật một chút là theo đồng hồ của Lê Anh và ban tổ chức thì bây giờ chỉ còn khoảng 3 phút nữa. Vâng. 3 phút nữa. Thời gian chúng ta chào đón sẽ trôi qua rất nhanh. 3 phút nữa thôi các bạn ơi, chúng ta còn chuẩn bị thôi. Mã QR chúng phần quà của Quay TV 360 lì xì khủng lắm nhá. Phúc và Duyên, điện thoại đâu rút ngay ra để quét mã QR. Xin
Ok các bạn, chúng ta chuẩn bị các bạn ơi. Ok các bạn, mình chỉ còn 3 phút nữa. 3 phút nữa các bạn nhá. Anh em sẵn sàng chưa? À nhầm, bây giờ còn 2 phút nữa. Cái đồng hồ này nó chậm hơn ạ. 2 phút ok các bạn nhá. Ok mình tập bây giờ mình... Ok mình tập trung quay thôi các bạn nhá, mình không dừng lại nữa. Bây giờ cái đồng hồ đã bay khỏi rồi, màn hình rồi. Mình sẽ để ý đồng hồ thông qua máy của mình. Ok vậy nhá, hai vẫn đang 58 này. Anh em đang rất là hồi hộp để chuẩn bị chào đón năm mới ạ. Mà nó 2359 rồi, 59 rồi. 59 rồi các bạn ơi, các bạn chỉ còn nhưng hãy cứ yên tâm rằng chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng quý vị nhé. Màn hình sẽ hiện ra trong giây lát. Các ơi, đếm ngược thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 1 phút. Đồng hồ đã bắt đầu. Chúng ta sẽ chỉ còn có 1 phút nữa thôi. Đến thời khắc của giao thừa, hãy cùng chờ đợi. Các bạn ơi, chúng ta còn chuẩn bị. Anh em sẵn sàng chưa? Cái đồng hồ của mình sắp khổ không rồi anh em. Cộng hòa hiện thị rất là nhanh, còn chưa đến năm mới nữa. Với 59 nha anh em nhá. Vẫn đang 59 đây này. Đấy, không giờ rồi. Đợi con này, không giờ rồi. Bây giờ đợi cái này nó lên xuống không. Rồi. Không giờ. Năm mới mình chạy lên luôn rồi. Ồ, mất tín hiệu. Rồi, đến rồi. Anh em chạy lên, chạy. Ok các bạn nhá, chạy đến năm mới. Bây giờ ta chạy lên để xem chuẩn bị quay các bạn nhá. Không giờ chuẩn bị xuất sắc nên ạ. Anh em lấy chìa khóa cho thần thượng. Lấy. Chìa khóa chẳng không. Mở cái đây cái đèn đóm này, thừa cấp điện AC nữa. Này, mấy chỗ kìa, bên này và tất nhiên là sẽ có một số nhà sẽ chuẩn bị pháo ở gần đây. Mọi người chú ý trường hợp ạ. Đây rồi. Thank you.
Đây. Thank you.
Thank you.
hoa chính đã không hết, bây giờ pháo hoa này vẫn còn. Còn mấy cái pháo hoa này khi nào hết hẳn, không có cái pháo hoa nữa tôi xuống. Bây giờ vẫn còn mấy cái này thì tôi chưa xuống. Rồi, như vậy kết thúc là quá trình xem pháo hoa các bạn nhé. Nhưng mà như bây giờ vẫn chưa xong đâu. Bây giờ là mình sẽ đi ra phố, đi xung quanh, sẽ lại tiến hành xuống dưới tầng 1 để mà đi ra ngoài đường thôi. Đi xung quanh ngõ nhà vẫn như năm mới rồi, mình sẽ đi như vậy. Ok, ta đang xuống các bạn nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đi bộ xung quanh đấy kia kìa. Đấy, vậy thấy không, đây vô tuyến vẫn chạy nha. Đấy, để mà chào đón năm mới mình phải xem vô. Đấy, mình chuẩn bị xuống chào đón năm mới các bạn. Đấy, bây giờ là mình chuẩn bị xuống thôi các bạn nhá. Các bạn chờ chút để mình rồi, ok các bạn nhá, mình sẽ ra ngoài. Ok, ra ngoài các bạn nhá. Đấy, đi bộ tí thôi, không về. Ok, đấy, mình sẽ đi bộ. Đấy, đây, đi xung quanh phố, mình đi tít kia xong mình lại ra ngõ 90 lên chỗ tấn. Đấy, vậy thì nhà trang trí mấy cái chỗ này này, đấy là đẹp hơn đây cả trên này nữa. Nhà này trang trí đấy, bây giờ này thì không có xe xiếc đi nữa, nhưng mà năm mới này người ta đóng hết cửa luôn, là đi chào năm mới người ta phải xem đấy. Ôi, ô, tôi thấy chảy nước đâu nhỉ? Có nhà thì xem, cái nhà mình thấy là đóng hết cửa. Ô, có nhà thì lại tắt hết đèn, như vậy không phải nhà nào cũng thức đêm đâu mọi người. Ô, mình vẫn nghe thấy pháo hoa. Các bạn ơi, đang đi bộ các bạn, không biết là máy mình đang tạm dừng nào. Đây, bây giờ mình đi bộ vào cái 90 Lệ Trọng Tấn đây này. Đấy, các bạn mà đêm rồi thì không có xe cộ đi hết này. Đây, chỉ có rất ít xe đi vào thôi.
Nhưng mà bây giờ rất hiếm, ít khi bị hiếm khi có xe có thể đi vào đây. Bây giờ đã là đêm 12 giờ chưa tới, mình đang đi bộ xung quanh. Đấy, mình không biết là mình đã tạm dừng máy lúc nào. Mình không để ý được trước. Các bạn mình tập trung, không phải là mình không tập trung vào máy, mình tập trung vào đường đi. Đấy, mình tập trung đường đi, không là mình cứ nhìn máy thì, đấy thì nó lại kiểu mình chẳng may mình lại ra chạm trước lại thì giờ ok. Bây giờ hôm nay là phải đi bộ nhiều hơn một chút các bạn nhá. Đầu tiên là mình năm ngoái mình có đi bộ, nhưng mình chỉ có đi bộ ra chỗ kia xong rồi mình quay về. Lần này đi bộ nhiều hơn. Đấy, lần này ra chỗ này này. Đi bộ ra khu này luôn. Đấy, khi đó mình mới hẳn đi bộ. Đấy, sang đây xong mình cứ đi về. Đấy, có người nhá. Ok, thì chắc là mình... Ok các bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ đi về các bạn nhé. Ồ, có xe rồi, có xe rồi. Ok, như vậy xe không rẽ trái hay rẽ phải, xe phải nhầm con đường này luôn nữa. Đấy, có những người đi xem pháo hoa người ta đi à. Đấy, có ít nhà, có một nhà trang trí, nhưng mà trang trí ở trên. Ok, mình sẽ vào nhà xong rồi đóng luôn cổng. Bạn thấy con này rất lợi dụng này. Đấy, mình nhìn sai cái là đấy luôn. Ở đây là mình cho anh em xem đấy. Hôm trước thì quay cái con này của... Con này thì có ưu điểm như vậy. Tuy nhiên nhược điểm, nếu mà người khác mà cần phải vào nhà mình để trông mình thì vào cái gì. Đối với quái tử này, một là mình phải đưa, có thể là mình phải đưa thẻ cho họ để họ vào được nhà. Nhưng nếu chẳng may mà cơ thì cơ chỉ có hai cái, thẻ có hai cái. Ok, mình sẽ tập trung khóa cửa với những cái trường hợp này, mình bắt buộc phải cầm hai tay. Vì thế là mình sẽ, hoặc là mình sẽ tắt tạm dùng một tí, hay là bể xem mình có quay được không. Ở đây chắc mình vẫn có thể tập sử dụng được. Mai là về quê các bạn nhá. Đấy, ok, thì bây giờ cũng năm, thì bây giờ mình cũng sẽ khóa cửa mình lên phòng và kết thúc video các bạn nhá. Video này rất là dài rồi các bạn nhá, thì ở đấy bây giờ mình sẽ tiến hành cái video này rất là dài. Thì các bạn tập pháo hoa mình không muốn nói gì hết, tập trung quay kia thôi. Đi bộ thì mới có thể kể chuyện. Ok, mình sẽ lên phòng nha các bạn nhá.